Xin kính chào tất cả quý khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Kali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về cuộc sống Mỹ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về thị trường bất động sản cũng như thị trường ở bên tiểu bang Texas và tiểu bang California như thế nào các bạn nhé. Vâng, thị trường nhà của Texas tiếp tục hạ nhiệt, doanh số bán giảm trên toàn tiểu bang. Đây là tin tức từ Houston, Texas. Kể từ đầu năm 2023, người ta chứng kiến tình trạng hạ nhiệt của địa ốc ở thủ phủ Austin của Texas sau một thời gian dài tăng trưởng nhanh chóng. Có vẻ như thời kỳ đóng băng mua nhà đã bắt đầu lan rộng ra ngoài miền trung của Texas. Hôm thứ Năm vừa qua, Hiệp hội Môi giới Địa ốc ở Texas, viết tắt là TIA, đã công bố báo cáo nhà ở quý 1 năm 2023 cho thấy doanh số bán đã hoàn tất trên toàn tiểu bang giảm 17.5% khi so sánh với quý 1 năm 2022. Báo cáo được tổng hợp từ các hiệp hội môi giới địa phương và tiểu bang Texas và được phân tích bởi các nhà nghiên cứu Đại học Texas A&M. Có một vài điểm chính cần phải lưu ý. Bên cạnh doanh số bán tổng thể giảm xuống còn 72.480 căn nhà trong quý trước, lượng nhà tồn kho vẫn thấp hơn mức so với cơ quan này coi là mức bình thường theo lịch sử. Cứ trung bình, các niêm yết mất 100 ngày để hoàn tất giao dịch giữa thời gian dành cho thị trường và thời gian hoàn tất giao dịch dài hơn 22 ngày so với năm ngoái. Báo cáo đề cập đến điều này cùng với việc giảm doanh số bán hàng như một dấu hiệu cho thấy tốc độ của thị trường đã điều tiết lại rồi. Như là một kết quả tích cực của thị trường khôi phục phần nào, đạt trạng thái cân bằng giữa người mua và người bán. Trước đây, người bán có lợi thế rõ rệt ở nhiều thị trường dẫn đến lượng hàng tồn kho thấp, cuộc chiến đấu thầu để giành được những căn nhà còn lại. Ở quý trước, chúng tôi đã chứng kiến thị trường ở Texas chuyển sang trạng thái cân bằng hơn giữa người mua và người bán. Marcus Phillips, chủ tịch 2023 của TIA, cho biết trong một thông cáo, danh sách địa ốc đang hoạt động tăng cho thấy rằng người mua ở nhiều khu vực có nhiều lựa chọn hơn so với trước đây. Đó không phải là tất cả điều ảm đạm cho TR. Ngay cả khi danh sách niêm yết tích cực từ 113.3% và hàng tồn kho lên đến 2.7 từ hồi 1 tháng 1 của năm ngoái, giá nhà trung vị thực tế đã tăng 0.6% mỗi năm. Điều đó nói rằng nhu cầu về nhà ở tiểu bang này vẫn còn cao. Khi giá nhà trung tăng nhẹ so với năm ngoái, chúng tôi tin rằng nhu cầu nhà ở vẫn mạnh mẽ toàn tiểu bang. Số lượng hàng tồn kho không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, mặc dù người mua có nhiều lựa chọn hơn, nhưng vẫn còn có một số lượng đáng kể người mua tiềm năng trên khắp tiểu bang. Đó là lý do tại sao nhà trung trung vẫn gần bằng như là giá họ đã thấy ở hầu hết các thị trường cách đây một năm. Trong khu vực trung tâm Austin, Round Rock, những con số này thậm chí còn rõ ràng hơn. Giá nhà trung vị giảm 11.2%, doanh số bán đã hoàn tất giảm 18.7% và mất 122 ngày để hoàn tất giao dịch, tăng 46 ngày so với năm trước. Danh sách niêm yết tích cực tăng đáng kinh ngạc là 377.7% và hàng tồn kho đủ cho 3 tháng tăng từ 0.5% vào giữa tháng mùa hè năm ngoái năm 2022. Và TIA đã tin rằng lãi suất thế chấp tăng có khả năng là nguyên nhân khiến cho doanh số bán hàng giảm toàn diện, lãi suất cao hơn, rõ ràng là loại người mua ra khỏi những căn nhà mà trước đây họ có thể mua được, cũng như nó không khuyến khích người bán từ bỏ mức lãi suất thấp hơn đã ghi nhận được trước đó và tái tham gia vào thị trường bị lãi suất thế chấp cao hơn.
Và bây giờ chúng ta chia sẻ về vấn đề ở California. Phải làm gì khi lãi suất vay mua nhà tiếp tục tăng? Và cũng như các bạn đều thấy, lãi suất trong những năm gần đây, những tháng ngày gần đây thì nó cứ tăng 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 dần phải không các bạn ha? Lúc trước á, thì có người có thể mua 2 chấm mấy, 3 chấm mấy, bây giờ lên tới 6 chấm mấy, 7 chấm rồi. Ở quận Cam mà chúng ta thường gọi là Orange County, California, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất cơ bản lần thứ 10 liên tiếp vào thứ tư hồi giữa tháng 5, những người đang tìm vay thế chấp hoặc tìm cách tái cấp vốn cho căn nhà sẽ phải hỏi liệu cuối cùng họ sẽ cần trả thêm bao nhiêu tiền cho nó nữa. Đây là một câu hỏi rất hay mà nhiều người cũng muốn biết. Theo như CNN Business, khoản vay thế chấp có lãi suất cố định 30 năm đã vượt lên trên 6 chấm. Cả năm nay, trong tuần kết thúc vào tháng 4 vừa rồi, lãi suất đạt mức trung bình là 6.43%, tăng một chút so với 6.39% của tuần trước. Giờ này năm trước lãi suất chỉ là 5.10% mà thôi. Như vậy là cùng thời gian này năm trước thì khác nhau khoảng một chấm mấy. Năm ngoái cũng cùng thời gian này là 5.10, còn bây giờ là 6.43. Các khoản thế chấp không bị liên đới trực tiếp với các quyết định về lãi suất của Federal, mà thay vào đó là các biến động trong lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm, lãi suất chững cho nhiều khoản vay tiêu dùng. Về việc lãi suất thế chấp sẽ đi về đâu tiếp theo, xin hãy nhìn kỹ hơn vào lạm phát. Nếu lạm phát chiều hướng giảm xuống thì lãi suất thế chấp dự kiến cũng sẽ giảm xuống, nhưng đừng hy vọng lãi suất sẽ quay trở lại cái mức mà 3 chấm như ngày xưa, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Trong khi đó, lãi suất cũng thay đổi đối với hạn mức tín dụng vốn chủ nhà hoặc lãi suất cố định đối với khoản vay vốn của chủ nhà mà chúng ta viết tắt là equity loan sẽ tăng lên, bởi vì các công thức của chúng được gắn trực tiếp với lãi suất của Federal. Lãi suất cho vay vốn của chủ nhà trung bình đang ở mức là 7.94% tính đến cuối tháng 4 vừa rồi, cao hơn nhiều so với mức 6.4% được ghi nhận vào giữa tháng 4 năm ngoái. Trong khi đó, lãi suất của HELOC trung bình là 8%, gấp đôi so với tháng 4 năm ngoái, theo như là Bank Rate người ta thông báo như thế. Cho vay dự kiến sẽ thắt chặt. Như vậy là khi ngân hàng cho chúng ta vay, họ sẽ thắt chặt và kiểm tra rất là gắt gao. Dù cho lãi suất thế chấp hạn mức tín dụng vốn của chủ nhà HELOC, viết tắt là Home Equity Line of Credit, tăng hay giảm cũng đều ảnh hưởng. Việc đảm bảo khoản vay nhà có thể trở nên khó khăn hơn vì các ngân hàng muốn an toàn cho họ trước các sự kiện bất lợi tiềm ẩn như là rút tiền gửi, muốn ít rủi ro hơn là bảo toàn tiền mặt hơn. Một cách để làm điều đó là làm cho các yêu cầu khi mà người vay sẽ bị nghiêm ngặt hơn. Nếu như vậy, bạn có ý định sắp sửa mua nhà hoặc tái cấp vốn, có nghĩa là refinance, có thể nên chốt ở mức lãi suất cố định thấp nhất họ đề xuất để dành cho bạn. Điều đó nói lên rằng vội vàng mua một món hàng đắt tiền như là mua nhà hoặc mua xe hơi quá ngân sách của bạn là một công thức dẫn đến sự rắc rối cho tương lai, bất kể lãi suất có như thế nào trong tương lai. Lacey Rocher, một chuyên gia kế hoạch tài chính ở Texas, cho biết như thế. Nếu bạn đã là chủ nhà với hạn mức tín dụng vốn chủ nhà có lãi suất thay đổi và bạn đã sử dụng một phần của nó cho dự án cải tạo nhà, bạn nên hỏi công ty đang cho vay xem liệu có thể cố định được cái lãi suất trên cái số dư chưa thanh toán của bạn hay không. Như có nghĩa là nếu bạn muốn refinance thì hãy hỏi cái công ty của bạn là nếu mình mượn tiền đó, cái lãi suất có bằng với lại cái lãi suất bây giờ hay không. Hãy nên tạo ra một khoản nợ cố định một cách hiệu quả. Trưởng bộ phận phân tích tài chính của Ben Ray gợi ý về lãi suất cho vay vốn của chủ nhà. Nếu điều đó là không thể, hãy cân nhắc thanh toán số dư
đó bằng một cách là rút hello với một công ty cho vay khác với mức lãi suất thấp hơn. Chúng ta hãy tính toán nếu mà chúng ta muốn refinance mà nếu lãi suất rút ra từ công ty đó mà cao hơn ấy, thì chúng ta nên làm việc với một công ty khác với cái mức lãi suất của nó thấp hơn. Đây là những chuyên gia mà họ đã cho biết chúng ta những ý kiến khi mà chúng ta mua nhà hoặc là chúng ta refinance. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về cuộc sống Mỹ, về tình hình bất động sản ở Texas và ở California như thế nào trong khi lãi suất càng ngày càng tăng. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Xin chào.